Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, vào chiều ngày 4 tháng 8, mạng xã xuất hiện hình ảnh hàng loạt ô tô bị mắc kẹt và bị đất đá bao phủ quá nửa bánh xe. Giữa đường nước chảy thành sông và kèm theo bùn đất khiến nhiều người không khỏi khiếp sợ. Qua xác minh, được cho là ở khu vực xã Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội. Theo chính quyền địa phương, nơi diễn ra vụ việc cho hay, tính đến 12 giờ trưa ngày 5 tháng 8, cả ô tô bị mắc kẹt đã được giải cứu thành công. Đề cảnh báo đã được cắm dưới chân dốc, yêu cầu người dân không đi qua khu vực này. Cụ thể, thông tin từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Minh Phú cho biết, vào sáng ngày 4 tháng 8, tại đường giao thông nội bộ của thôn Phú Minh, khu vực Hồ Ban Tiện, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, đã xảy ra lũ do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, gây ngập cục bộ trong khu vực đất đá theo dòng nước lũ theo con dốc tràn xuống đường giao thông khiến nhiều phương tiện ô tô bị mắc kẹt. Địa bàn xảy ra nước lũ thuộc đội 4, thôn Ban Tiện, khu vực tập trung nhiều nhà nghỉ dưỡng dạng homestay trên địa bàn. Vụ việc làm ngập lụt khoảng 500m đường giao thông tại thôn Phú Ninh, xã Minh Phú. Thời điểm này mưa to, các phương tiện ô tô đang dừng đỗ, ăn uống tại các nhà ven đường bị mắc kẹt. Trong đó có 5 ô tô bị đất đá vùi lấp hơn một nửa thân xe. 8 xe khác bị nhẹ hơn. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã huy động người, phương tiện máy xúc để di rời đất đá, cứu hộ các ô tô. Cụ thể, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Minh Phú huy động 2 máy đào, 4 ô tô chở đất, loại 3 tấn, 30 người, bao gồm Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã và lực lượng xung kích, khơi thông dòng chảy, đất đá, đến 20 giờ ngày 4 tháng 8 đã xử lý, giải tỏa xong. Sự cố này không gây thiệt hại về người. Ngày 5 tháng 8, công tác cứu hộ các ô tô bị mắc kẹt tại đường dân sinh qua thôn Phú Ninh đã hoàn tất, chưa ghi nhận thiệt hại tài sản và người. Hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ. Hiện các biển cảnh báo nguy hiểm cấm người qua lại đã được chính quyền địa phương đặt tại chân dốc nơi xảy ra sự cố. Rất may, sự việc không gây thiệt hại về người. Nói về những bức hình được đăng tải trên mạng Nói sự việc nguyên nhân là do sạt lở thì theo một cán bộ có trách nhiệm của huyện Sóc Sơn cho biết, những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội không phải là do sạt lở. Theo vị này, do lượng mưa lớn, nước chảy từ trên cao xuống kéo theo đất đỏ, các xe ô tô đang đổ bị đất đá lấp vào bánh xe chứ không phải sạt lở. Không có câu chuyện sạt lở hay ngập úng ở Sóc Sơn. Khi mưa ngớt, giao thông lại trở lại bình thường. Những hình ảnh trên mạng xã hội chỉ là cục bộ, một thời điểm ngay từ đầu mùa mưa, huyện đã có các chỉ đạo liên quan đến vấn đề này. Sau khi sự việc diễn ra, trong đêm ngày 4 tháng 8, Chủ tịch huyện Sóc Sơn đã ký công điện khẩn về ứng phó thiên tai trong mùa mưa bão, gửi yêu cầu đến các địa phương trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Trong công điện nêu rõ, các địa phương phải ứng trực 100% quân số, theo dõi sát diễn biến thời tiết. Khi phát hiện ra các bất thường, cần thông báo ngay đến lực lượng chức năng, đặc biệt là những thôn, xã có hệ thống đề điều cần tuần tra thường xuyên, tăng cường lực lượng ứng trực. Từ sự cố sạt lở ở thôn Phú Ninh, Chủ tịch huyện Sóc Sơn đề nghị các xã, thị trấn có rừng cần kiểm tra, lập danh mục các vị trí sung yếu có nguy cơ ngập úng, sạt trượt, sói lở, kịp thời xử lý sự cố theo phương châm bốn tại chỗ, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Minh Phú phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ nguyên nhân sự cố, và cần có biện pháp xử lý lâu dài. Riêng đối với xã Bắc Phú và Tân Hưng, Chủ tịch huyện Sóc Sơn đề nghị lãnh đạo địa phương kiểm tra chặt chẽ và kịp thời xử lý sự cố nứt ngang D trên đỉnh cống Tiêu Cẩm Hà thuộc đê Hiếu Cầu, vị trí sạt lở chân, mái D, Thượng Lưu, D Hiếu Cầu. Được biết, huyện Sóc Sơn là địa bàn có nhiều vi phạm trật tự xây dựng ở Hà Nội những năm qua quanh khu vực hồ đồng đò và nhiều nơi khác ở huyện này có nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng đã được các cơ quan thanh tra chỉ rõ hiện nay quanh khu vực hồ đồng đò núi hàm lợn hồ bàn tiện có hoa sơn đều có rất nhiều homestay villa do đó trong những ngày này do thời tiết thường xuyên mưa bão sẽ rất dễ gây ra những trường hợp như trên mọi người cần chú ý để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc hữu như sự việc trên bên cạnh đó khi sự việc xảy ra nhiều người thắc mắc rằng sự việc trên được xác định do mưa lớn kéo dài, mưa lũ cuốn theo bùn đất tràn về, gây ra sự cố xe ô tô bị bùn đất vùi lấp xung quanh thân xe, gây ảnh hưởng phần thân vỏ và có nguy cơ bị hư hỏng máy móc, linh phụ kiện bên trong. Vậy chủ xe liệu có được đền bù hay sẽ phải chịu toàn bộ thiệt hại? Giải thích về vấn đề này, đứng trên phương diện pháp lý, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật chính pháp cho hay, ô tô là tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức hoặc cá nhân nếu cá nhân tổ chức có lỗi và gây thiệt hại đến tài sản là những ô tô này thì phải bồi thường thiệt hại trong vụ việc trên thiệt hại đã rõ tuy nhiên nếu sự việc xảy ra do thiên tai mà không có lỗi của bất kỳ cơ quan tổ chức nào chủ các phương tiện này phải tự chịu rủi ro chỉ có những sự việc thiệt hại do hành vi của tổ chức cá nhân khác gây ra chủ phương tiện mới có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật trong trường hợp chủ phương tiện mua bảo hiểm thân vỏ bên bảo hiểm sẽ chi trả tiền sửa chữa theo nội dung thỏa thuận của hợp đồng nếu không có bảo hiểm thân vỏ chủ xe phải chịu chi phí sửa chữa coi như rủi ro do thiên tai gây ra nếu chiếc xe đó là đi thuê đi mượn người thuê mượn có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho chủ phương tiện những ngày qua mưa lũ diễn ra tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các giải pháp ứng phó, giảm thiểu thấp nhất nguy cơ mưa lũ. Cụ thể, trong những ngày qua, Bắc Bộ đã diễn ra mưa lớn diện rộng. Đặc biệt, ở Tây Bắc Bộ có những điểm mưa to đến rất to. Theo đánh giá của chúng tôi, nguyên nhân của đợt mưa này là do hoạt động của rãnh áp thấp đi qua vịnh Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao và hội tụ ẩm liên tục khu vực phía Tây cho điện các điểm mưa vừa, mưa to đến rất to. Những ngày tới, dành áp thấp tiếp tục hoạt động trên khu vực Bắc Bộ. Ngoài ra, vùng áp thấp trên khu vực biên giới phía Đông Bắc của Việt Nam. Vùng áp thấp này sẽ duy trì vào hoạt động mạnh trong các ngày mùng 5 đến mùng 7 tháng 8. Từ ngày mùng 8 tháng 8, vùng áp thấp có khả năng di chuyển về phía Tây. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến ngày mùng 8 tháng 8, khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 220 mm, có nơi trên 300 mm. Tránh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai Phạm Đức Luận cho biết, để chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ lớn, ngày mùng 5 tháng 8, Văn phòng Thường trực đã có công điện đề nghị các địa phương huy động lực lượng, phương tiện, khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại nhà ở, sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, xa lở đất thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Kiểm tra, ra soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân, khu vực có nguy cơ cao, xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất. Cùng theo ông Phạm Đức Luận, trong 7 ngày vừa qua, khu vực Bắc Bộ đã xảy ra mưa lớn từ 150 đến 250mm, và mực nước các hồ thủy điện có xu hướng gia tăng nhanh. Mực nước hồ chứa Thủy Điện Sơn La, Hòa Bình chỉ còn thấp hơn mực nước cao nhất trước lũ trong thời kỳ lũ chính vụ từ 1,1 đến 1,68m. Để ứng phó với diễn biến mưa lớn, lũ và đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn nước, trưa ngày 5 tháng 8, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đã có văn bản đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN chủ động vận hành, phát điện để sử dụng hiệu quả nguồn nước trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới cùng với giả soát phương án đảm bảo an toàn công trình và hạ du, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cũng đề nghị EVN triển khai thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng được ban hành tại quyết định số 740 quy đề TTG ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ. Thưa quý vị, hiện nay tình hình thời tiết là vô cùng phức tạp. Chính vì vậy, người dân cần chủ động cập nhật, nắm bắt thông tin liên tục để kịp thời ứng phó có cách giải quyết tốt nhất sắp xếp lịch trình phù hợp để đảm bảo tính mạng và tài sản của chính mình. Tất cả những tin tức mới nhất của các vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.